Đến tận các chợ, gặp gỡ các tiểu thương, tư vấn, giải đáp, vận động người dân chính là giải pháp mà Bảo hiểm xã hội quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chợ Tân Định là nơi đầu tiên cơ quan này tiếp theo sẽ là các chợ Nguyễn Thái Bình, chợ Dân Sinh, chợ Bến Thành. Bảo hiểm xã hội quận cũng mở đại lý ở các ban quản lý chợ để tạo điều kiện cho bà con tiểu thương đi gần hơn, thuận tiện hơn thay vì phải đến đại lý của bưu điện hoặc là đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội. Trước đây tiểu thương người lao động tự do không được tham gia bảo hiểm xã hội, thế nhưng theo quy định hiện hành thì những người làm tự do cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thể lựa chọn các mức đóng khác nhau, thấp nhất là 154.000 đồng một tháng.